Trên cơ sở kết quả đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 7 năm 2024 của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên xếp hạng thứ 2 toàn quốc. Tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 85,83 điểm, xếp hạng thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch 14,4 trên 18 điểm, trung bình cả nước là 10,8 trên 18 điểm, đạt tỷ lệ 80,1%, xếp hạng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số tiến độ giải quyết 19,6 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 17,5 trên 20 điểm, đạt tỷ lệ 98,35%, xếp hạng thứ 4 trên 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, hai sở có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn thấp dưới 90% là Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến 8,1 trên 12 điểm, cao hơn trung bình cả nước, đạt tỷ lệ 82%, xếp hạng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thanh toán trực tuyến 8,9 trên 10 điểm, cao hơn trung bình cả nước, đạt tỷ lệ 59,38%, xếp hạng thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện tại trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đang hiển thị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có 877 thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm, trung bình cả nước là 17,7 trên 18 điểm, đạt tỷ lệ mức độ hài lòng 100%. Chỉ số về số hóa hồ sơ 16,8 trên 22 điểm, trung bình cả nước là 14,3 trên 22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai thực hiện tại 171 trên 171 đơn vị trên địa bàn tỉnh.